Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm đau, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em, từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Xin chào các bác nhá, đây là bác với anh em hát một đoạn trên cái con vang Audioking HS90A. Nó là cái mã đầu tiên của cái model 90 các bác nhá. Cái model HS90 nó có 90A, 90B và 90C. Thì khác biệt nhất là chỉ có 90A thôi. Amp 90A là đầu tiên thì nó là 4 lỗ. Thì em sẽ mở cái ruột gan nó cho bác xem nhé. Còn 90B, 90C thì nó giống y hệt như nhau, nó khác nhau cái màu sắc thôi. Đấy, con 90A là 90B, 90C và nó đều ăn chung một phần mềm các bác nhé. Đấy, đều ăn chung một phần mềm. Phần mềm của nó rất là chuyên nghiệp luôn các bác nhé. Phần mềm của nó chuyên nghiệp như cái phần mềm của X12 luôn. Đầy đủ tất cả mọi thứ. Riêng cái phần mic thì nó cho mình 20 cần equalizer chỉnh mic các bác nhé. 20 cần equalizer chỉnh mic, nó nhiều tương đương với con VX12. Còn cái music thì nó cho mình 10 cần chỉnh. 10 cần chỉnh này thì nó sẽ nhiều hơn con VX5X6 và nó ít hơn con VX12 một chút. Đấy, tuy nhiên thì trong cái giá thành em bán này thì nó sẽ hay vượt tầm tiền. Em sẽ bán cho con này cho các bác chơi, có một con duy nhất thôi các bác nhé, một con duy nhất thôi. Em sẽ bán cho các bác chơi với giá là 1.400.000 đồng. Em bao ship và em cài đặt cho các bác. Ngon lành, các bác về chỉ việc dùng thôi. Con này các bác chỉnh tay toàn bộ được nhé. Chỉnh tay nó cũng tương tự như cái con mà 80HS80B đấy. Đấy, nhưng mà con này đời cao cấp hơn thì nó sẽ có phần mềm. Nó có phần mềm chuyên nghiệp. Anh em là có máy tính biết chỉ biết sử dụng phần mềm thì đấy, phần mềm tiếng Anh nó rất dễ sử dụng thôi. Đấy, phần mềm của nó nói chung là chuyên nghiệp như những cái dòng vang X12 luôn các bác nhá. Không thiếu một cái gì cả. Đấy, em chỉ bác nào mà chưa biết lưu ở trên phần mềm ấy, chỉnh xong thì biết lưu ấy, thì em hướng dẫn cách lưu thôi. Đây, cách lưu nó có ấn vào chữ DSP này. Nó sẽ có 15 chế độ lưu cho các bác lưu vào đâu thì các bác chọn cái chế độ đấy. Các bác ok phát là xong. Là nó lưu lại. Đấy. Bây giờ em sẽ quay cái nội thất ruột gan của nó cho các bác xem nhá. Đấy, tại vì cái con này này, cái nắp của nó, cái quạt gió nhấc nắp ra phát là tuột cái chân quạt gió ra, thì em phải rút điện ra. Đấy, nội thất của cái con này quá đẹp luôn các bạn. Nó sử dụng cái con chip analog 21375 giống như chip của X8, X9, X10. Đấy, và toàn bộ linh kiện của nó sử dụng là tụ nhôm hết các bác nhé. Toàn bộ linh kiện sử dụng tụ nhôm hết. Đấy, con này nó khác với cái bản 90B, 90C một chút. Đằng sau của nó thì sẽ có 4 ao ra các bác nhé. Đấy, đằng sau của nó sẽ có 4 ao ra. Ao vào với đường mic thì vẫn giống nhau rồi. Đấy, đằng sau là có 4 cổng ra. Vẫn có tăng giảm gain của nhạc đầu vào các bác nhé. Đấy, con vang này còn rất là đẹp. Giá là 1.400.000 và em chỉ có duy nhất một con các bác nhé. Bác nào chốt xong con này phát là em hết cái mã 90A luôn. Đấy, hình thức đẹp long lanh luôn, gần như là mới. Và bác nào mà chốt con này thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Đối với những khách hàng mua lần đầu thì vui lòng cọc cho em 100.000 nhá. Còn những anh em nào mà chuyển khoản thì em giảm đến 100.000 là chỉ còn 1.300.000 thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.